kia ơi. Oh, cảm ơn anh. Em gặp anh hai lần rồi đó. Hồi trước em gặp anh ở Vi Hất Bít đó. Lâu lắm luôn rồi á. Mai đi coi không? Dạ có. Mai gặp nha. Mai, cảm ơn anh nha. Mọi chuyện là do em đó, không tin nên nhìn xem. Đừng vì một phút cô đơn mà tin để bên anh. Chẳng phải rằng đó là điều em vẫn do nhất trên đời. Kiếm ngay anh như sân mồi. Flashback.